Ai về bà chiếu lăng ông, ghé thăm gia thất thầy Trần Văn Khê, để nghe quá khứ quay về, thương hồn xứ sở. Thương hồn xứ sở đam mê nhạc tuồng. Ai có về ngang lăng ông bà chiều, ghe tâm gia thất thầy tôi đã nghe giáo lý ngàn xưa nuôi dưỡng tâm hồn. Cây đại thọ văn chương nhạc lý vẫn còn, đang trao gửi cho những ai còn yêu nước, yêu đồng bào, yêu giá trị non sông. Hơn 90 năm tuổi hạt lưng còng, thần minh mẫn thương trò mến khách, cùng quan cùng thương mặt đời danh lợi, thầy vẫn ngày đêm rút ruột tơ tầm. Từ là từ phu tướng bảo kim sắc phong lên đàn, vào ra luôn trong tình chàng năm canh mơ màng. Em mà luôn trong tình chàng, ôi gan vàng quặng đào ý à. Từng chiếc đàn với bao ý nghĩa, từng tiết tấu thầy phân tích sự độc đáo những âm thanh. Học văn minh kim cổ khắp Đông Tây, thầy vẫn thấy ngọt ngào khi thương về xứ sở. Bằng tất cả tình yêu, bằng tri tâm tuổi trẻ, thầy đã vinh danh Việt Nam bằng tất cả tự hào. Cảm ơn lắm người mẹ Vĩnh Kim đã sinh ra bậc thầy thông tuệ. Cảm ơn dòng sông hiền hòa đã cho người đức độ từ bi. Chúng con nguyện mãi khắc ghi, dình lời giáo huấn sống vì quê